Trung tâm đèn sân khấu Việt xin kính chào quý khách hàng. Trong cái video này thì chiến sẽ giới thiệu tới quý anh chị và các bạn một mẫu đèn thiên hà. Đây là mẫu đèn nền thiên hà chuyên dụng dành cho không gian phòng ngủ. Đây trên màn hình quý vị và các bạn là chiếc đèn thiên hà được trung tâm đèn sân khấu Việt chiến đang bán đây. Đèn nó có hai tính năng, một là tính năng laser, mắt chiếu nó laser hai là mắt chiếu đo nét đi theo đèn nó có một cái cục đuổi nguồn 5V và một cái remote điều khiển từ xa một cái remote điều khiển từ xa đây là hộp của đèn quý vị nhé đây là chiếc đèn nét thiên hà chiếu nền và thông thường khi mà đi theo đi gửi hàng ấy thì cái điều khiển này nó sẽ không có pin đâu quý vị nhé lúc nào quý vị dùng thì quý vị mua thêm một, hai cục pin để cho vào đây để điều khiển nó còn nếu không có pin thì không điều khiển được đèn đâu tiếp đến là chiến sẽ cắm điện test cho quý vị các bạn xem thực tế cái đèn nó chạy như thế nào đây quý vị nhé đây là chiếc đèn thiên hà ở đây để chiếu vào không gian trần phòng ngủ phòng khách rất là đẹp luôn lung linh luôn đây là mẫu đèn thiên hà cái mẫu đèn này không cần khói khủng gì đâu quý vị chúng ta chỉ cần cắm điện và điều bật nút điều khiển công tắc là nó chạy thôi chứ không phải cần khói khủng gì như các cái dòng đèn sân khấu phòng hát karaoke chuyên dụng đâu nhìn rất là đẹp luôn và đèn nó chỉ có chế độ bật là chạy thôi quý vị nhé chứ không có chế độ theo nhạc gì đâu nhé đây là dòng đèn nét thiên hà cắm điện điều khiển từ xa là nó chạy, nó không có chế độ chạy theo nhạc đâu, nó chỉ có chế độ tắt laser, bật laser, hoặc là tắt nét, bật nét, hoặc là chỉnh nhanh hay chậm của cái mắt laser quay, quay cái vòng quay này, cái vòng quay của laser quay nhanh quay chậm này và chỉnh được cái các cái màn nét này kìa, các cái màn nét xanh đỏ kìa, Đấy đấy, các đám mây. Ấy còn đèn nó không chạy được theo nhạc hay tự theo nhạc đâu quý vị nhé vì đây là đèn nền mà mục đích của cái đèn này là chiếu nền thôi nó đẹp luôn vào buổi tối cắm điện mà chiếu lên trần nhà thì tuyệt vời đây là dòng đèn nét thiên hà rất là ảo đẹp lắm tiếp đến là chiến sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn sử dụng cái tay điều khiển này thì nút on up này ai cũng biết rồi đúng không nút tắt mở này đây là nút tắt laser này đấy đây là nút tắt nét này máy nó hơi mờ tí đây là nút uh, chỉnh chỉnh đây là nút chỉnh nhanh chậm của cái NAZE này. Đây là nút chỉnh BB cộng và B trừ là chỉnh cái cái điểm chấm ít hay nhiều này, điểm chấm xanh ít hay nhiều này. Còn đây là chỉnh cái các cái hiệu ứng của nét nét này. Nó đơn giản với đây nó chỉ có mấy tính năng vậy thôi quý vị nhé.